Nào, bay. Bông cũng dám cầm một khủng long à? Ừ, khủng long nó bay đấy. Khủng long này có cả đèn sáng các bạn nha. À, bông cho bay đi. Rồi, đang cho khủng long bay nè. Bay. Ui, đâm vào bông rồi. Nào, khủng long đi lại đây nào. Khủng long ra đây. Ui. Khủng long cắn bố rồi. Ui, sợ quá. Ui, sợ quá. Khủng long đang tiến lên chúc bông rồi. Ô, nó lại quay lại bố rồi. Anh nào sợ chưa? Ô, quay lại bông rồi. Bông chạy rồi. Trước bạn bông bé là bạn bông sợ con này lắm đấy, nhưng mà bây giờ lớn rồi thì không sợ nữa rồi. Bông có sợ không? Sợ á? À, không sợ đúng rồi, không sợ gì. Bay đến chú bông đi. Nó đang cắn tay bông à? Phải không? Bông cho cắn anh Nam đi. Ui, ui sợ quá. À, thế con đây. Nào cho anh cắn đi nào. Ui sợ quá. Nào đến lượt anh nào. Ui sợ quá. Cho cắn em bông đi. Nào tới lượt bông. Ui sợ quá, sợ quá. Đấy anh Nam đi. Anh cắn tay rồi. Cắn tay rồi. Nào, quay ra anh Nam đi. Ui. Để cho nó bay đi, để cho nó đi đi nào. Bay bầu trời. Bay bầu trời á? Dạ. Bay để cho nó đi. Nào cho đi ra đằng kia đi. Nào, cứ quay lại.
con nó quay lại bố rồi. Sợ quá. Nó đang đi ấy, nó đi. Nó cao, để không cho nó đi rồi. Cho nó đi về chỗ em Bông đi.